chọn cái R Midly ha, gõ cái R Midly. Ở đây nó ra cái phần này nè, nó có hai cái bàn tay bóc bắt nhau nè, mà màu xanh này nè, đồ đúng nha. Bấm cái này để download xuống. Cái này là trong bằng iPhone, còn bằng cái phần mềm khác thì có thể là cái cách thức nó sẽ khác nhau. Open ha. Đây. Thế đây mình sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Anh đi. Rồi. Tạo một cái mới đi. Mình sẽ chọn ở đây, mình ở đây mình là ví dụ như mình đang ở bên Úc. Ở đây nó có các nước nè, Úc. Đủ hết. Có một số nước nó có dịch vụ xài cái này. Ví dụ bên Nhật nó không có nè. Nhưng mà ví dụ như Úc được nè. Australia, Bỉ, Canada được nè. Rồi Pháp cũng sử dụng cái này được nè. Italy, Latvia, cái gì đó. Rồi New Zealand cũng được nè. Rồi Mỹ nè, Anh nè, Ả Rập nè. Ha. Thì ví dụ như bây giờ mình đang ở bên Úc đi, mình chọn bên Úc ha. Thì mình sẽ chuyển tiền. Đây nè. Người ta hỏi mình muốn chuyển đi đâu thì ví dụ mình muốn chuyển về, ở đây nó có nhận tiền qua các nước nè. Đúng không? Đó. Rất nhiều các nước thứ ba. China. Rồi đây nè. Mình là Việt Nam. Thì ví dụ như mình bấm rất là nhiều nước mình muốn chuyển đi đâu thì chuyển ha, gần như là mình chuyển toàn cầu á. Chuyển đi Japan cũng được nè. Thì chuyển chuyển Việt Nam đi. Đây là ví dụ như mỗi lần mà mình muốn chuyển về Việt Nam thì mình bấm ở đây, chuyển về Việt Nam, đúng không? Thì ở đây nó có rất là nhiều cái ngân hàng ở đây. Mình bấm next ở đây. Ví dụ như mình sẽ tạo một cái email của mình. Thì lúc này mình sẽ tạo một cái email rồi mình tạo một cái password của mình. Hôm nãy đó là mình tạo profile xong. Xong rồi nó hỏi mình có save cái password này kia không. Thì mình save rồi, cái đoạn đó thì Yến ấy đi ha. Thì Yến sẽ nó hỏi mình có ok, Yến cho phép ha. Đó, bây giờ bắt đầu. Ví dụ như bắt đầu chuyển tiền. Ví dụ như Yến muốn chuyển tiền Úc, ví dụ Yến muốn chuyển là 100 đô Úc, đúng không? 100 đô Úc thì nó sẽ ra cái tỷ giá này, ra tiền Việt nè, đúng không? Xong Yến sẽ tiếp tục. Thì ở đây nó, nếu mà mình sẽ trả bằng cái thẻ tín dụng ha. Đó, mình trả bằng thẻ tín dụng thì nó sẽ nhanh, nó giống như là mình mua hàng online thì mình cũng sẽ phải nhập thẻ tín dụng của mình vô. Thì ở đây nó có coi như là mình sẽ bỏ tiền vô ngân hàng bank deposit ha, hoặc là mình giao tại nhà, hoặc là lấy tiền, hoặc mobile money hay debit card. Thế là mình bỏ tiền. Quay lại coi cái đoạn hôm nãy là cái lần chuyển tiền đầu tiên nó còn giảm tiền, nó còn có discount nữa nè, giảm giá nè. Xong rồi cái lần chuyển tiền đây là không có phí nè, không có tiền phí. 100 đô là không có phí gì trơn. Ví dụ như Yến chọn thử cái Express thử coi thì ở đây nhanh nè, không? Em chọn thử cho mọi người xem economy là ví dụ như tiết kiệm thì đây nó có bank deposit thì bỏ tiền vô đây. Nó có rất là nhiều cái ngân hàng. Ví dụ mình, ví dụ như Yến đưa cho mọi người cái số tài khoản ở Techcombank thì mọi người bấm vô đây. Thì mọi người sẽ bấm vô cái tài khoản của cái người nhận đi. Ở đây mình chọn nó có nhiều cái ngân hàng, ví dụ như Yến chọn ngân hàng MB Bank đi. Ví dụ như Yến có cái tài khoản bên ngay MB Bank nè, ví dụ vậy. Ví dụ như ở đây mình gõ cái số ngân hàng rồi thì ở đây mình sẽ chọn là ví dụ như Trần hay là cái gì, Trần hoặc là Yến đi ha. Mình gõ cái tên đây, bấm tiếp tục. Hỏi mình là cái số điện thoại của cái người ở Việt Nam, cái người mình gửi tiền. Xong rồi
Xong rồi á, bắt đầu mình nhận cái số ấy rồi thì người ta sẽ hỏi mình, ví dụ như mình tên là Trần, ví dụ như là Trần Ngọc gì đi, ví dụ vậy. Ví dụ như ngày 1 tháng 1 năm 97 đi, đại khái đi, đó, ví dụ vậy. Confirm your information thì có nghĩa là chắc có lẽ là bấm cái confirm này xong là nó sẽ tiền nó sẽ chạy vô nè, cho nên giấy không có bấm, tại vì em có nhập thẻ vô cho nên không bấm. Cái là mình sẽ coi tới đây thôi, mình coi cho biết cái công đoạn của nó như vậy ha. Ví dụ như mình chọn cái home delivery, giao tại nhà, là giao tại nhà luôn, sẽ có nhân viên họ giao tới ha. Hoặc là ở đây ha, nó coi nó có cái cách, nó có cái gì nữa, mình cũng đang khám phá. Cash pickup thì cũng đi tới mấy cái ngân hàng, nhưng mà thường mình đưa số tài khoản là người ta tới người ta lấy rồi, là nó tiền vô rồi. Hoặc là mobile money thì gửi vào ví Momo, Vimo gì đó ha, bên Việt Nam nè. Hoặc là deposit bỏ vô đây, bỏ vô thẻ vô đây. Cái này là của tài, của thẻ debit, cái này là dạng bỏ vô thẻ của người nhận nha, của người nhận nha. Vô Việt Nam em có một cái thẻ ATM á, thì bỏ vô đây thì tiền chạy vô thẻ luôn, thì cũng giống như ngân hàng thôi, thấy không? Ở đây thì mình được quyền đó. Xong ở đây á, nếu mà sau khi hôm nãy cái lúc mà cái phần mà chọn ngôn ngữ ở đây á, mình có cái phần hôm nãy chọn tiếng Anh đúng không, thì ở đây á, mình cũng có thể là mình chọn là nó có ngôn ngữ tiếng Việt nữa nè, mọi người thấy không, đây nè. Còn hoặc là nếu muốn tiếng Anh thì mình chọn tiếng Anh đúng không đó, hoặc là muốn tiếng gì thì mình chọn tiếng đó nha. Nó không có, ví dụ những cái tiếng này, tiếng Nhật, tiếng không có tiếng Nhật thì đâu có Nhật đâu. Cái phần mềm này không được sử dụng ở Nhật nha, cho nên lấy ví dụ như đây tiếng Việt nè, ok xác nhận tiếng Việt cho nó dễ đúng không. Rồi ví dụ như mình ở đây, ví dụ như mình Yến chọn ấy, là mình lúc Yến điện thoại loại này Yến chọn đăng nhập với Touch ID đi, Yến coi Yến có cái gì, tỷ giá đặc biệt nè đúng không, mời bạn bè để nhận phần thưởng, nhận chiết khấu 30 đô sau khi bạn của bạn chưa ít nhất 100 đô trong giao dịch chuyển tiền, bạn bè được giới thiệu sẽ giảm 15 đô cho giao dịch chuyển tiền đầu tiên khi họ gửi từ 100 đô trở lên. Vậy thì để chút xíu Yến sẽ mời ha, Yến sẽ mời ngay, khi Yến mời thì mọi người sẽ được giảm 15 đô. Yến mời cho ai à, Yến mời cho, ví dụ mời cho ai đó. Ok, vậy là Yến đã giới thiệu xong cái phần chuyển khoản bằng Remitly rồi ha. Thì đây là một cái phần mềm rất là hay, mọi người có thể sử dụng để mà gửi tiền cho người thân và mua bán gì đó ở Việt Nam, mọi cái thoải mái ha. Không có cần phải lo. Phần mềm này Yến thấy bây giờ đang được sử dụng rất là phổ biến luôn. Ở bên Mỹ đó, cái này là cũng do một những cái người người ta sử dụng trước, người ta hướng dẫn cho Yến á. Tại có nhiều người khách người ta muốn mua hàng mà người ta không biết chuyển như thế nào á, rất là khó khăn, đúng không? Cho nên là ấy, thì ở đây là Yến sẽ có cái thằng gọi là giới thiệu bạn bè ha. Thì đây là cái mã QR code của Yến nè. Mọi người có thể lia cái này, chụp cái màn hình lại và mở cái QR code này bằng cái phần mềm quét mã của thằng ấy đó thì nó cũng được. Hoặc là đây là cái liên kết, nó cũng có cái phần liên kết này, Yến sẽ gửi cái phần liên kết bên dưới để cho mọi người bắt đầu sử dụng ha. Ok, chúc mọi người chuyển khoản vui vẻ, mua hàng shopping vui vẻ ha.